Tôi cũng đang cần gặp anh. Chúng ta cần đàm phán lại. Căn nhà này anh cũng bày ra chuyện đầm tôm để lừa tôi thế chấp sổ đỏ đúng không? Cô vợ của tôi ngày càng thông minh này. Cho dù anh cướp trắng căn nhà này, cướp Lan Hà và tìm đủ mọi cách để đẩy bố tôi vào tù, thì tôi cũng hiểu, tôi không thể đấu lại được anh. Nên tôi muốn trao đổi. Tôi đồng ý ly hôn, chấp nhận tất cả. Đổi lại, anh cứu bố tôi, giúp bố tôi được không? Qua bên đó sống á? Ừ. Anh cho chuyển hết đồ cô ta đi rồi. Anh cứ bình tĩnh đã. Anh và cô ta chưa ly hôn. Giờ em đưa bé Gôn sang đó là chung sống bất hợp pháp đấy. Tội gì phải tạo ra cái đuôi để cho người ta nắm làm gì? Anh chỉ muốn giày vò và hành hạ cô ta. Với chẳng phải hồi trước em nói là muốn có một ngày đưa Gôn qua đỡ ở với anh còn gì? Thì con người mỗi lúc một khác mà. Tự nhiên giờ em lại nghĩ, nếu đến ở một căn nhà mà có hình bóng của người khác quá đậm nét, em lại thấy không thoải mái. Con Hà với lại mẹ chưa từng mãi mãi nghi ngờ con giả dối gì hết. Và mẹ cũng không bao giờ tin hai đứa sống với nhau như vậy mà con không dành cho nó một chút tình cảm nào. Nghĩa à, Nghĩa, nó lương thiện, nó tốt đẹp, nó yêu thương con như vậy mà tại sao con đối xử với nó tệ như vậy lắm có được. Mẹ, mẹ đừng nói những điều nhảm nhí đó nữa đi ạ. Tất cả những gì mẹ nhìn thấy, mẹ cho là thật, chỉ là kế hoạch của con thôi ạ. Ở đời này có vay có trả, con chỉ đang lấy lại những gì mà người ta nợ mình thôi ạ. Thôi thôi, con, mẹ xin con, mẹ xin con. Nếu mà nói dại nghe, con mà dồn nó đến đường cùng, nó làm chuyện gì, lỡ mà xảy ra rồi mẹ hối hận cả đời, đừng được đâu con ơi, mẹ xin con đó.